Kids Daily HD. Bài vì bus chuyên gia dọn. Bạn muốn dọn dẹp chỗ nào? Rửa bình sữa. Hãy dùng bàn chải để chải. Tất cả các vết bẩn đã biến mất rồi. Mùi nhiều bẩn quá. Trước tiên hãy vứt rác vào thùng rác nhé. Hãy cọ rửa ly cà phê nhé. Phải luôn khử trùng bộ đồ ăn, đặt ở vị trí nào thì đúng nhỉ? Ấn nút công tắc để khử trùng nào. Bạn giỏi lắm, bộ đồ ăn đã trở nên sạch sẽ, sáng bóng. Bạn thật là giỏi, bây giờ bạn có thể làm việc nhà một mình được rồi đấy. Bạn muốn dọn dẹp chỗ nào? Chúng ta đi giặt nhé. Hãy lựa chọn bột giặt dạng nước và bột giặt dạng lỏng. Bột giặt dạng nước, bột giặt dạng lỏng. Hãy mở máy giặt nhé. Hãy lấy quần áo ra nào. Hãy lựa chọn một giặt giặt nước. Hãy phơi khô quần áo nhé. Váy. Quần áo đã khô cong cả rồi. Có bị quá. Wow, cứ như là áo mới tinh vậy. Thank you.
náo lại nào. Hãy bôi thuốc đánh giày lên giày nhé.
Chỗ nào? Làm đồ bao. Búp bê bốc mùi rồi, bẩn quá thôi. Trước tiên, hãy vứt rác vào thùng rác. À, nhiều con mọ chó quá, hãy đừng tiêu diệt hết chúng đi. Trang trí búp bê nhé. Mũ, kính, cà vạt bươm bướm, cà vạt bươm bướm, cà vạt bươm bướm. Thật là đẹp. Bạn thật là giỏi. Bây giờ bạn có thể làm việc nhà một mình. Hãy cùng đập tay nào. Hãy cọ rửa ly cà phê nhé. Bạn muốn dọn dẹp chỗ nào?